Bản thân VCBF đầu tư bao nhiêu tiền của mình vào quỹ VCBF MGF? Thì câu hỏi này chắc tôi cũng vẫn xin mời ông Đông trả lời cho khán giả được biết ạ. Xin mời ông. Xin thông báo các nhà đầu tư thì nhân tiện thì chúng tôi cũng riêng quỹ mở thì chúng tôi cũng sẽ đầu tư MGF, VCBF sẽ đầu tư khoảng 50 tỷ đầu tư, gọi là tiền seed money của một nhà đầu tư, và cái tiền này thì cũng chúng tôi cam kết được đầu tư lâu dài với các khách hàng. Thì cũng xin thông báo với nhà đầu tư là hiện tại thì chúng tôi đang quản lý ở các quỹ của chúng tôi đang quản lý đạt được cái tổng giá trị đầu tư là trên 150 triệu đô, và dự kiến là chúng tôi cuối năm nay thì cái danh tổng cái giá trị quản lý của đầu tư đạt được gần 4.000 tỷ. Các quỹ mở VCBF hiện tại thì đạt là trên 700 tỷ, và dự kiến thì cuối năm, từ giờ đến cuối năm thì các quỹ mở của VCBF sẽ quản lý khoảng tương đương khoảng độ 800 đến 1.000 tỷ. Thì chúng tôi cũng thông báo để các nhà đầu tư cũng biết, để các nhà đầu tư có an tâm về đồng hành cùng VCBF trong thời gian tới với quỹ đầu tư MGF.